Sơn Tùng tiết lộ 10 bí mật ít biết về cuộc đời mình. Mới đây, Sơn Tùng có tham gia talk show Lần Đầu Tôi Kể. Trong suốt gần 2 tiếng đồng hồ, Sơn Tùng chia sẻ mọi thứ từ khi đến với âm nhạc, nổi tiếng với hit Cơn Mưa Ngang Qua, rồi sau đó vào thành phố Hồ Chí Minh để theo đuổi con đường ca hát. Trong suốt cuộc nói chuyện này, Sơn Tùng đã tiết lộ những bí mật rất thú vị về anh chàng. Dưới đây là 10 bí mật rất ít người biết về Sơn Tùng. Thứ nhất, bắt đầu sự nghiệp từ một dàn máy tính cũ trị giá 1 triệu đồng. Chiếc máy tính này được Sơn Tùng dùng để lên mạng tìm hiểu về cách tiết nhạc, mix nhạc và sử dụng các phần mềm thu âm. Thứ hai, Sơn Tùng có tố chất làm thủ lĩnh, phối bè, chọn trang phục, phân công ngay từ khi lập nhóm Overband. Overband cũng là nhóm nhạc mà Sơn Tùng tham gia trước khi đến với nhóm Young Pilots, phi công trẻ và sau đó là cộng đồng Lady Killer danh tiếng. Thứ ba, Sơn Tùng là một cậu học sinh tâm lý, biết chọn thời cơ khi phát hiện ra sự năn nỉ van xin bố mẹ chỉ hiệu quả khi họ đang vui. Chính vì thế, khi thấy bố mẹ không đồng ý cho mình thi vào nhạc viện năm đầu tiên, Sơn Tùng đã thôi không xin nữa vì sợ mâu thuẫn với gia đình. Thứ tư, lần đầu tiên giới thiệu ca khúc thu âm đầu tiên trước lớp, Sơn Tùng nhận được sự hờ hững đến khó hiểu. Đây cũng là kỷ niệm mà Sơn Tùng không quên trên con đường đến với âm nhạc của mình. Thứ năm là nếu không có người gì từ Sài Gòn gọi điện về để thuyết phục bố mẹ trong những ngày cuối của hạn nộp hồ sơ vào nhạc viện, thì bây giờ Sơn Tùng đã chọn một công việc bằng giấy hoặc kinh doanh như ý của bố mẹ. Sau cuộc gọi điện này, bố mẹ Sơn Tùng đã thay đổi ý định và quyết định để Sơn Tùng tự lo cho tương lai. Thứ sáu, lần đầu tiên xa nhà, Sơn Tùng tỏ ra tự tin, nhưng sự thật anh đang rất run sợ vì không biết điều gì diễn ra ngoài xã hội. Sơn Tùng cũng ví mình với con chim trong lồng, mang trên mình nhiều gánh nặng, nặng ước mơ, nặng tương lai, nhưng hơn hết vẫn là nặng gia đình. Thứ bảy, Sơn Tùng từng rất hoang mang trong một tuần trước khi thi vào nhạc viện vì bị thầy trưởng khoa thanh nhạc nhận xét là hát thế này thì khó lắm, vì giọng hát quá bản năng, thiếu kỹ thuật. Thứ tám, Sơn Tùng từng tham dự Việt Nam Idol nhưng bị thành viên ban giám khảo đánh rớt ngay từ vòng loại. Bài hát mà Sơn Tùng mang đi dự thi Việt Nam Idol dù bị đánh rớt đó, sau này đã giúp cậu đỗ thủ khoa thanh nhạc nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh. Thứ 9, các sáng tác trong vòng hơn 2 năm trở lại đây đều được ghi âm trong một phòng thu rất đơn giản và không có gì đặc biệt. Tuy nhiên, những bài hát này còn may mắn hơn nhiều so với những ca khúc đầu tiên của Sơn Tùng, vốn chỉ được thu bằng những phần mềm thu âm nghiệp dư trên chiếc máy tính cũ 1 triệu đồng. Và cuối cùng, Tùng thích hóa thân vào các nhân vật phản diện, gai góc. Tuy nhiên, điều này lại trái ngược với nhân vật Tình Phong trong Chàng Trai Năm Ấy, bộ phim đầu tiên mà Sơn Tùng thủ vai.